Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Với phần văn bản văn học trung đại này, phần kiến thức này sẽ là phần kiến thức rất trọng tâm trong nửa đầu kỳ 1 của lớp 9. Thế nên là nếu như mà có diễn ra những cái kỳ thi giữa kỳ 1 lớp 9 ý, thì sẽ là rơi vào các cái văn bản này, sẽ là xoay quanh những văn bản như thế này, đúng không các em? Thế thì trong quá trình ôn tập, các bạn nhớ là bám sát theo đề cương của thầy cô. Và ở đây thì chị sẽ cùng với các em chúng ta liệt kê lại những cái kiến thức trọng tâm ở trong từng văn bản để các bạn cùng với nhau chúng ta có một cái đề cương sơ lược nhất nhá. Đồng ý không? Rồi thì ở đây là chúng ta học tổng cộng là có các bài sau ở trong phần văn học trung đại này. Thứ nhất đó là văn bản Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ này. Thứ hai là văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí trích hồi thứ 14 này. Thứ ba là một bài học riêng về truyện Kiều của Nguyễn Du. Thứ tư là văn bản Chị em Thúy Kiều. Thứ năm là văn bản Cảnh ngày xuân. Thứ sáu là văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích. Và thứ bảy là văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Bên cạnh đó ấy, thì chúng ta còn hai đoạn trích trong truyện Kiều là những cái văn bản đọc thêm như là Mã Giám Sinh Mua Kiều hay là Thúy Kiều Báo Ân Báo Oán này. Rồi với kiến thức nửa đầu kỳ 1 thì chúng ta còn có các cái văn bản nhật dụng nữa. Nhưng mà như chị có nêu trong buổi khai giảng đấy, những cái văn bản đó thì chúng mình sẽ chủ động học ở trên lớp nhá. Đồng ý ông nào? Chúng ta sẽ không học các cái văn bản nhật dụng ở trong khóa học của chúng mình. Nhưng mà trong quá trình ôn thi, nếu như các em gặp khó khăn gì về các văn bản nhật dụng đó thì các em hoàn toàn có thể nhắn tin cho chị trợ giảng và có thể là đưa ra những cái mong muốn là em muốn tham khảo thêm tài liệu về bài này bài kia, thì nếu có sẵn chị trợ giảng sẽ gửi cho các bạn. Còn nếu như mà chưa có sẵn thì chị trợ giảng cũng sẽ cố gắng biên soạn hoặc là tìm kiếm thêm để hỗ trợ cho các bạn nhé. Đồng ý chưa? Rồi, bây giờ thì cùng với chị nhìn lại những phần kiến thức trọng tâm trong từng văn bản nhé. Thứ nhất, đối với văn bản Chuyện người con gái Nam Xương ấy, thì phần kiến thức trọng tâm nhất đó chính là phần kiến thức về nhân vật Vũ Nương các bạn nha. Đó, nhân vật Vũ Nương là phần kiến thức quan trọng nhất trong Chuyện người con gái Nam Xương. Thì nhân vật Vũ Nương chúng ta sẽ tập trung ôn với những cái kiến thức, với những cái đơn vị kiến thức bao gồm thứ nhất đó là vẻ đẹp này. Trong đó có vẻ đẹp về nhan sắc và vẻ đẹp về phẩm chất. Rồi vẻ đẹp nào là vẻ đẹp mà được tác giả tập trung khắc họa nhiều nhất nhỉ? Nhan sắc hay phẩm chất đây các em? À, chính là vẻ đẹp phẩm chất, đúng không ạ? Về vẻ đẹp phẩm chất thì chúng ta có thể liệt kê ra đó là gì nhỉ? Thứ nhất, Vũ Nương. À, đối với về bản tính thì Vũ Nương là một người như thế nào nhỉ? Một người như thế nào đấy về mặt bản tính? Các em còn nhớ dàn ý phân tích Vũ Nương không? Nào, thông qua buổi học của chúng ta này, thông qua bài tập chúng ta đã làm, thì về mặt phẩm chất Vũ Nương có những vẻ đẹp phẩm chất nào nhỉ? Trước tiên thì chúng ta thấy về bản tính, đúng không ạ? Về bản tính thì Vũ Nương là một người con gái tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Đấy, thì ở đây về mặt phẩm chất ta có thể liệt kê ra những cái luận điểm chính bao gồm là thùy mị nết na này, đúng không? Rồi trong mối quan hệ với mọi người, đúng không? Thùy mị nết na, thông minh khéo léo. Trong mối quan hệ với mọi người thì Vũ Nương là một người con dâu hiếu thảo này, hiếu thảo với mẹ chồng, thủy chung với chồng, đúng không? Thương con này. Đấy, sống trọng tình nghĩa này, đúng chưa? Và đặc biệt là Vũ Nương là một người như thế nào nhỉ? À, là một người biết coi trọng phẩm giá của bản thân này, đúng không ạ? Đó, đấy là một số những cái phẩm chất tiêu biểu của Vũ Nương mà chúng mình cần phải tập trung nhá. Rồi tiếp tục, bên cạnh về vẻ đẹp của Vũ Nương thì khi phân tích nhân vật này chúng ta còn phải chú ý một khía cạnh nữa, chính là về số phận, đúng không ạ? Thì về số phận của Vũ Nương chúng ta thấy ở Vũ Nương có những cái nỗi bất hạnh. Đó, có những cái nỗi bất hạnh, đúng không ạ? Nào là bị hàm oan này,
Đúng chưa? Nào là cuộc đời ngắn ngủi này. Nào là hạnh phúc mong manh này. Vân vân. Đó, thì đó là những cái nội dung chính mà chúng ta cần phải tập trung khi mà ôn về chuyện người con gái Nam Xương. Nhớ nhá, đây là mảng kiến thức trọng tâm, nhớ chưa? Trọng tâm nhất. Còn tất nhiên khi ôn thì các em cũng bên cạnh việc nắm chắc kiến thức trọng tâm này, các bạn cũng nên đọc lại về các phần kiến thức khác, ví dụ như là về tác giả Nguyễn Dữ, về truyền kỳ Mạn Lục, về chuyện người con gái Nam Xương, rồi về nhân vật Trương Sinh này, về chi tiết chiếc bóng, hoặc là về những yếu tố kỳ ảo, về giá trị nhân đạo trong tác phẩm, vân vân. Tóm lại là khi ôn thì các em đọc lại hết, nhưng để nói là về phần trọng tâm nhất thì các bạn tập trung ôn về nhân vật Vũ Nương giúp cho chị nha. Rồi, đấy là về văn bản chuyện người con gái Nam Xương này. Tiếp tục về văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí thì chúng ta luôn luôn chắc chắn rằng kiến thức trọng tâm nhất chính là về hình tượng người anh hùng Quan Trung Nguyễn Huệ. Đó, đồng ý chưa ạ? Và khi mà phân tích tập trung về hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ thì chúng ta sẽ tập trung làm nổi bật về các cái phẩm chất của người anh hùng này. Đúng chưa? Nhá, các phẩm chất của người anh hùng này thì nhớ lại nè. Có bạn nào chúng ta nêu được ngay dàn ý về những cái phẩm chất tốt đẹp của người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ mà chúng ta đã từng phân tích ở đây không? Nào các bạn ơi. Có mấy phẩm chất nhở? Có mấy phẩm chất đấy? À, chúng ta có thể có nhiều cách chia đúng không? Nếu như đã học ở trên lớp ý, thì chúng mình không những có một cách chia giống như là học cùng với chị, mà chúng ta còn có thể có rất nhiều những cách chia khác. Thì ở đây liệt kê lại cùng với chị một số những cái phẩm chất tiêu biểu của người anh hùng này, để bạn nào mà có lỡ quên rồi thì chúng mình cùng nhớ lại nhé. Chúng mình cùng nhớ lại và cùng hình dung lại giúp cho chị nào. Thứ nhất, đó là phải nói đến cái cương vị, dựa trên cương vị là một dựa trên tư cách là một người con đất Việt thì người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ là một con người có khát vọng độc lập, đúng không? Khát vọng độc lập, tự do này, là người yêu nước thương dân này. Đó. Rồi phẩm chất thứ hai, trên cương vị là một người lãnh đạo thì đây là một người lãnh đạo thông minh này. Thông minh, đúng không ạ? Sáng suốt, có tầm nhìn xa trông rộng này. Và đặc biệt là cũng có tham vọng lớn lao nữa này, đúng không? Rồi tiếp tục chúng ta còn thấy đây là một vị thủ tướng có tài dùng người này, đúng không? Vị thủ lĩnh có tài dùng người này. Và cuối cùng thì chúng ta thấy đây là một vị chủ tướng quyết đoán, đúng không ạ? Một vị chủ tướng thông minh, quyết đoán, làm lên và lập nên những cái chiến công vĩ đại cùng với đội quân của mình, đúng không? Một vị chủ tướng có tài quân sự kiệt xuất này. Lập nên những chiến công vĩ đại này. Đó, chúng mình có thể liệt kê ra những cái phẩm chất chính của người hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ như vậy để chúng ta ôn về văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí nhá. Rồi tiếp tục. Thế còn đối với bài học về truyện Kiều của Nguyễn Du thì sao? Với bài học này thì chúng ta sẽ có hai phần kiến thức trọng tâm bao gồm là tác giả Nguyễn Du này. Đúng không? Thì về tác giả Nguyễn Du là chúng ta nhớ nắm chắc về cuộc đời, tiểu sử đấy. Đúng không ạ? Nhá, về cuộc đời tiểu sử này.
Cái thứ hai là về con người, những yếu tố làm nên con người Nguyễn Du, tính cách Nguyễn Du. Và thứ ba đó chính là về sự nghiệp văn học. Đó. Còn cái mảng kiến thức quan trọng thứ hai của bài học này chính là về tác phẩm truyện Kiều. Thì về tác phẩm truyện Kiều nhá, các bạn chú ý cho chị, chúng ta tìm hiểu rất là nhiều các cái khía cạnh. Tuy nhiên thì có một số khía cạnh trọng tâm phải nhớ, bao gồm là về thể loại này. Nhớ nha, thể loại truyện thơ nôm, và truyện Kiều thì thuộc truyện thơ nôm Bác học. Nhớ nha. Thứ hai đó là về phần tóm tắt, để chúng ta hình dung được về nội dung của toàn bộ truyện Kiều. Và thứ ba là về phần quan trọng nhất, chính là phần giá trị của truyện Kiều. Giá trị về nội dung, giá trị về nghệ thuật. Trong giá trị về nội dung thì có giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo. Trong giá trị về nghệ thuật thì có rất là nhiều những cái nghệ thuật đạt đỉnh cao. Và đó là những yếu tố để chúng ta phân tích các văn bản, các cái đoạn kịch ở trong truyện Kiều. Thế nên là về bài học này chúng ta chú ý cho chị các cái mảng kiến thức như vậy nhá. Đây, để chị sẽ in đậm các cái đề mục này để các bạn hình dung ra nha. Đó, hình dung ra chưa? Nhá, đây là những cái kiến thức trọng tâm của từng văn bản này. Thì các bạn ghi nhớ và chúng ta chủ động ghi chép lại giống như là một cái phần đề cương nha, giống như là một phần đề cương, bởi vì ở đây không phải là chúng ta đang học lại, mà ở đây là chị liệt kê lại các cái mảng kiến thức quan trọng để khi ôn thì các bạn sẽ có thể là giảm tải đi những cái phần kiến thức nhỏ để chúng ta tập trung thời gian với những phần kiến thức chính nhá. Rồi, đấy là về cái bài học về truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du này. Tiếp tục về đoạn trích chị em Thúy Kiều, thì đoạn trích này là không có bỏ được phần nào cả. Cùng liệt kê lại với chị nào. Đoạn trích chị em Thúy Kiều thì chúng mình sẽ có bao nhiêu phần kiến thức nhỉ? Chúng mình chia thành mấy phần đây? Bố cục phân tích là gì đây? À, thế hay là với mỗi đoạn trích trong truyện Kiều thì chúng ta cùng đọc lại nhá, để nhớ lại nha. Về đoạn trích chị em Thúy Kiều, chúng ta sẽ có trước tiên là giới thiệu về vẻ đẹp chung của chị em Thúy Kiều qua 4 câu đầu. Đúng không ạ? Nha, chúng ta có mảng kiến thức trọng tâm thứ nhất là 4 câu đầu. Giới thiệu khái quát về hai chị em, đúng không? Về vẻ đẹp của hai chị em. Đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mài cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Trong 4 câu đó, chúng ta thấy trước tiên là tác giả đã đem đến cho bạn đọc ấn tượng về hai người con gái đẹp qua cách dùng từ ả tố Nga. Bởi từ ả là một cách gọi thuần Việt, lại đi liền một cách thật khéo léo với từ Hán Việt là tố Nga, để bạn đọc hình dung ngay từ đầu ấn tượng ban đầu với Thúy Vân và Thúy Kiều chính là hai người con gái đẹp. Sau đó là thứ bậc của hai chị em cũng được giới thiệu, Thúy Kiều là chị, Thúy Vân là em. Đặc biệt, vẻ đẹp của hai chị em dưới bút pháp ước lệ tượng trưng và bút pháp lý tưởng hóa đã được đem ra so sánh và ví với những vẻ đẹp tuyệt sắc trong tự nhiên, mài cốt cách, tuyết tinh thần, cốt cách thanh tao như cây mai, tinh thần trong trắng như tuyết trắng. Và đặc biệt là tuy rằng hai người với nét khái quát chung như thế đều ở cái vẻ đẹp của sự lý tưởng, nhưng mỗi người đẹp một vẻ đẹp riêng, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Đó là 4 câu đầu. Sau đó tác giả có 4 câu tiếp theo là những câu thơ mà tác giả khắc họa vẻ đẹp của ai nhỉ? Vẻ đẹp của Thúy Vân, đúng không ạ? Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Tiếp tục là bút pháp ước lệ tượng trưng được vận dụng một cách xuất sắc khi vẻ đẹp của Thúy Vân hiện lên thông qua những cái hình ảnh của thiên nhiên. Trước tiên là dáng vẻ, là khí chất trang trọng khác vời.
Khi chất ấy càng được làm rõ qua từng đường nét trên từng bộ phận mà tác giả Nguyễn Du đã dùng thơ, dùng câu chữ để vẽ nên. Trước tiên, đó là vân sen trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, đúng không ạ? Khuôn mặt tròn đầy phúc hậu tựa trăng rằm, nét ngài nở nang, đôi mắt đẹp với đôi lông mày đậm và sắc nét. Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, khuôn miệng cười tươi như hoa, giọng nói trong trẻo như ngọc, đúng không ạ? Rất đoan trang, rất là quý phái và đặc biệt là rất hiền hậu nữa. Rồi mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da, biện pháp nhân hóa được sử dụng để làm tôn lên vẻ đẹp của Thúy Vân. Nàng có một mái tóc mềm mại bồng bềnh hơn cả mây, rồi có một làn da trắng mịn hơn cả tuyết. Tất cả là cách mà tác giả Nguyễn Du sử dụng biện pháp liệt kê để làm hoàn thiện bức chân dung của Thúy Vân. Bức chân dung ấy đẹp, một vẻ đẹp hài hòa, tựa như được thiên nhiên che chở. Và bởi vậy mà vẻ đẹp của Thúy Vân đem đến một sự dự cảm về một tương lai êm đềm, hạnh phúc và bình yên. Đó là vẻ đẹp của Thúy Vân. Và nếu như khắc họa vẻ đẹp của Thúy Vân tác giả dùng 4 câu thơ, thì đến với vẻ đẹp của Thúy Kiều như một sự đòn bẩy thì tác giả dùng đến 12 câu thơ để khắc họa vẻ đẹp của Thúy Kiều. Trước tiên là nghệ thuật đòn bẩy được thể hiện qua câu thơ Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Những từ ngữ chỉ sự so sánh như càng, phần hơn đã cho thấy dụng ý của tác giả Nguyễn Du khi khắc họa Thúy Vân trước, sau đó mới miêu tả Thúy Kiều. Thúy Vân đã đẹp, một vẻ đẹp tuyệt hảo, và giờ đây Kiều còn đẹp hơn. Kiều đẹp hơn cả về tài và sắc, cái mặn mà về nhan sắc, cùng với cả cái sắc sảo về tài năng, về trí tuệ. Tất cả từ đó mà đã được gợi mở để đưa bạn đọc đến với một bức chân dung của bậc tuyệt sắc giai nhân. Sau hai câu thơ với nghệ thuật đòn bẩy khéo léo như thế, tác giả khắc họa về nhan sắc của Thúy Kiều nhưng không giống với Thúy Vân với biện pháp liệt kê ra nhiều bộ phận, mà ở đây tác giả chỉ tập trung miêu tả ở đôi mắt, làn thu thủy, nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Làn thu thủy, nét xuân sơn là bút pháp ước lệ tượng trưng để miêu tả một đôi mắt đẹp, trong sáng, long lanh, đúng không ạ? Và đó cũng chính là cửa sổ của tâm hồn. Một đôi mắt mà trong như là nước mùa thu, một đôi mắt mà uyển chuyển, có hồn xinh xắn như là dáng múi mùa xuân. Tất cả đó tạo nên một vẻ đẹp mà khiến cho hoa cũng phải ghen, liễu cũng phải hờn, thiên nhiên cũng phải đố kỵ trước vẻ đẹp của Thúy Kiều. Rồi vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp nhan sắc ấy còn được đẩy lên đến độ mà khiến cho lòng người siêu độ, một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Vẻ đẹp của Thúy Kiều có thể khiến cho nhìn một lần mà nước người ta nghiêng ngả, nhìn đến lần thứ hai là người ta có thể nghiêng nước nghiêng thành đấy ạ, đúng không? Rồi về nhan sắc thì có Kiều là đứng thứ nhất, về tài năng may ra có người đứng thứ hai. Đó, thế thì từ câu thơ đó tác giả cũng đã dần gợi mở cả về tài năng của Thúy Kiều. Thúy Kiều có thể nói là một người con gái toàn vẹn ở tất cả các vẻ đẹp, từ nhan sắc cho đến tài năng, cho đến tâm hồn, bởi nàng thông tuệ cầm kỳ thi họa, thông minh vốn sẵn tính trời, sự thông minh trời ban, thực sự thông minh vốn có, rồi pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Nghề thi họa là thơ, là họa, là vẽ tranh đấy, đúng không ạ? Là làm thơ đấy. Thì Thúy Kiều cũng rất là thành thạo. Rồi đặc biệt cung thương lầu bậc ngũ âm, về âm nhạc, đây đã trở thành sở trường của Thúy Kiều đến nỗi mà cung thương lầu bậc ngũ âm, rồi Kiều có thể tự sáng tác được cung đàn bạc mệnh, đúng chưa nhá? Đấy, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Tất cả đó đều là tâm huyết của tác giả Nguyễn Du khi sử dụng biện pháp liệt kê,
sử dụng những từ ngữ ở mức độ tuyệt đối hóa như là vốn sẵn này, đủ mùi này, thuộc à đủ mùi này, lầu bậc ngũ âm này. Đó, để nói về cái sự thông tuệ của Thúy Kiều. Ở bất cứ tài năng nào thì Kiều cũng đều thành thạo, và đặc biệt là về tài đàn của Thúy Kiều. Kiều có khả năng đánh đàn tỳ bà, và cái cung đàn bạc mệnh mà nàng biên soạn mỗi khi cất lên đều khiến cho lòng người xúc động, xúc động và xuyến xao. Thì đó là về vẻ đẹp của Thúy Kiều. Một vẻ đẹp như thế cũng đã gợi mở về tâm hồn, một tâm hồn nhạy cảm, đa sầu đa cảm, có thể cảm thương với những cái số phận bất hạnh trong cuộc đời. Nhưng vẻ đẹp đó lại khiến cho thiên nhiên, trời đất ganh ghét và đố kỵ, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Mà cái thuyết tài mệnh tương đố thì liệu rằng có chừa ai đâu. Tác giả Nguyễn Du đã rất trăn trở về điều đó, bởi vì trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, chữ tài liền với chữ tai một phần mà. Thế nên nếu như vẻ đẹp của Thúy Vân đi liền với sự dự cảm về một tương lai yên bình, hạnh phúc, thì vẻ đẹp của Thúy Kiều lại đi liền với sự dự cảm về một tương lai lắm tai ương, lắm bất trắc, một tương lai mà dường như Kiều bị trời xanh đánh ghen vậy, đầy khó khăn và đầy bất hạnh. Đó cũng chính là biểu hiện cho việc tác giả Nguyễn Du mang cái tư tưởng nhân đạo được thể hiện ở trong đoạn trích này. Tư tưởng nhân đạo của Nguyễn Du thể hiện thứ nhất là ở sự trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ thông qua vẻ đẹp của Thúy Vân, của Thúy Kiều. Và thứ hai là tư tưởng nhân đạo của Nguyễn Du thể hiện qua cách mà tác giả quan tâm tới số phận của con người. Đó, thì đấy là những cái giá trị qua đoạn trích chị em Thúy Kiều các bạn nhé. Và cuối cùng là tao có bốn câu cuối đánh giá về vẻ đẹp của hai chị em, đúng không ạ? Đánh giá về phẩm giá của hai chị em. Phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh xấp xỉ tới tuần tập tê, êm đềm trướng rủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Hai nàng là hai tiểu thư quê các, sống trong cảnh phong lưu rất mực, sống trong cảnh phong lưu êm đềm. Nhưng mà mặc dù đang ở vào độ tuổi xuân đẹp nhất, nhưng hai nàng cũng luôn giữ gìn phẩm giá, không bao giờ màng đến những chuyện nam nữ không đứng đắn ngoài kia. Thì đấy là về đoạn trích chị em Thúy Kiều các bạn nhé. Đồng ý chưa? Các em có ghi nhớ được những cái kiến thức quan trọng không? Chị mong rằng là các bạn sẽ tập trung học để làm như thế nào mà cứ đến với mỗi đoạn trích, đọc thơ lên thôi là em biết được câu thơ ấy có ý nghĩa gì và ta sẽ phân tích như thế nào nha. Đồng ý không? Chúng mình làm được mà, không phải là chỉ có chị hay là chị trợ giảng hay là các bạn khác làm được mà em không làm được đâu. Em hoàn toàn có thể làm được điều đó bằng cách là khi học chúng ta tập trung, thứ hai là thường xuyên luyện tập, và thứ ba là hãy tìm những bạn đồng hành cùng với mình để giống như chị vừa rồi, chị nêu lại những kiến thức đó. Thì nếu như mà các bạn nêu lại và có một người cùng học với mình ấy, thì các em sẽ chủ động hơn này, và đặc biệt là sẽ nhớ lâu hơn đấy. Bởi vì em phải hiểu thì em mới nói được với người khác. Thì từ việc hiểu chắc chắn là em sẽ nhớ. Đồng ý không? Nhá. Một trong những lý do khiến mình không nhớ được là bởi vì mình chưa hiểu. Nhưng khi mình đã hiểu để có đủ khả năng giảng lại và nêu lại với người khác, giúp cho người khác hiểu, thì chắc chắn là em sẽ nhớ được nha. Đồng ý chưa? Rồi, đó là về đoạn trích chị em Thúy Kiều này. Tiếp tục đến với đoạn trích cảnh ngày xuân, thì đoạn trích này cũng giống như là đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ấy, là những đoạn trích mà sẽ một số nơi là chúng mình sẽ được giảm tải đấy. Thế nên ở đây chị liệt kê lại về bố cục thôi nha. Bạn nào mà có đoạn trích này trong chương trình ôn tập thì các em ôn tập kỹ hơn nhé. Thì về cảnh ngày xuân chúng ta cũng có 3 phần này. Phần thứ nhất là 4 câu đầu. Đồng ý chưa ạ? Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa, cảnh thiên nhiên mùa xuân này. Đồng ý chưa? Sau đó là chúng ta có những câu tiếp theo là khắc họa về cảnh lễ hội này. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh, gần xa nô nức yến anh,
chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rắc, cho tiền giấy bay. Chúng ta có 8 câu tiếp, đúng không ạ? 8 câu tiếp là cảnh lễ hội này. Và cuối cùng là cảnh ra về, đúng chưa ạ? Đó là gì nhỉ? Tà tà bóng ngả về Tây, chị em thơ thẩn giang tay ra về, bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh, nào nào dòng nước uốn quanh, dịp tàu nho nhỏ cuối gành bắc ngang. 6 câu cuối chính là cảnh ra về. Đó, nhá. Thì đây là đoạn trích tiêu biểu cho nghệ thuật tả cảnh của tác giả Nguyễn Du. Thì các bạn đọc lại nha. Tiếp tục này, chúng ta có đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích, một trong những đoạn trích rất trọng tâm. Thì đoạn trích này chúng ta cũng phải ôn hết thôi. Ôn hết cả ba phần các bạn nhé. Phần đầu tiên là 6 câu đầu. Đó là khung cảnh ở Lầu Ngưng Bích cùng với cả cảnh ngộ của Thúy Kiều. Trước Lầu Ngưng Bích khóa xuân, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung, bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia, bẽ bàng mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Khung cảnh ở Lầu Ngưng Bích. Và cùng với đó là tâm trạng của Thúy Kiều. Đúng chưa? Sau đó, khi mà Kiều đang... À đây, ôn lại luôn về 6 câu đầu này nhé. 6 câu thơ đầu này, trước tiên là tác giả nêu về cảnh ngộ của Thúy Kiều. Trước lầu ngưng bích khóa xuân. Ngay từ tên của ngôi lầu, vốn dĩ nơi lầu cao gác tía phải là nơi phong cảnh hữu tình, nơi mà các thôn à nơi mà các thiếu nữ khuê các, nơi mà các công tử hào hoa, nơi mà họ sẽ có những cái câu chuyện thật là lãng mạn. Nhưng mà ở đây, nơi lầu ngưng bích thì ngay từ tên lầu đã cho thấy cái cảnh ngộ của con người ở nơi đây rồi, bởi ngưng bích là đọng lại sắc biếc. Thì người mà đang ở đây chính là Thúy Kiều, dường như cũng đang bị giam cầm. Đặc biệt nữa, bên cạnh tên lầu thì tác giả còn nêu trực tiếp về cảnh ngộ của Kiều qua hai từ khóa xuân. Đó là khóa kín tuổi xuân, đi liền với cả điển tích điển cố, một nền động tước khóa xuân hai Kiều. Tác giả đã khắc họa trực tiếp về cảnh ngộ của Kiều đang bị giam lỏng, đang bị cầm tù ở nơi lầu ngưng bích này, một sự cô đơn và một sự trống trải. Kèm theo đó là tiếng lòng thương cảm của tác giả. Vậy thì ở nơi lầu ngưng bích ấy, Kiều trông ra thấy khung cảnh như thế nào? Khung cảnh lúc bấy giờ được khắc họa ở cả mặt không gian, thời gian và cảnh vật. Về mặt thời gian, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Thời gian là đang ở lúc hoàng hôn, bởi cùng một lúc đồng hiện trong cái nhìn của nhân vật có cả bóng núi phía xa xa và tấm trăng gần ở trên bầu trời. Tất cả đều đang cùng xuất hiện, chứng tỏ bây giờ đang là lúc hoàng hôn. Mà lúc hoàng hôn thì thường là gợi nỗi buồn. Thêm nữa, khung cảnh lúc hoàng hôn ấy thì về mặt không gian lại là một sự bao la, bát ngát, choáng ngợp, khiến cho con người lại càng cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Không gian ấy như tăng cấp thêm về độ rộng khi mà tác giả dùng cách diễn tả bốn bề đã là rộng lớn rồi nhá, lại còn bát ngát đã là mênh mông, rồi lại còn xa trông. Một câu thơ, ba cụm từ mà khiến cho con người ta như rơi vào một cái không gian không có bến bờ, khiến cho nhân vật trữ tình nổi bật lên với sự cô đơn và trống trải hơn bao giờ hết. Cảnh vật ở đó tuy rằng cũng hữu tình đấy, đúng không ạ? Cảnh vật ở đó tuy rằng cũng sinh động đấy, nào là bóng núi phía xa, nào là tấm trăng gần trên bầu trời, nào là cát vàng cồn nọ, nào là những con đường bụi đỏ. Thế nhưng những cảnh vật ấy chỉ càng làm rõ nét hơn về sự cô đơn của Kiều mà thôi. Không gian cảnh vật như nuốt trọn con người, làm cho con người cảm thấy choáng ngợp và vô cùng nhỏ bé. Trong cảnh ngộ ấy, Kiều tự nhìn lại mình và có cảm giác bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Cái sự bẽ bàng ấy các bạn nhớ không? Sự bẽ bàng ấy là cảm giác xấu hổ, tủi nhục. Nhưng chỉ là khi mà tự Kiều nhìn nhận lại chính mình bằng cái lương tâm của mình, bằng cái phẩm giá của mình mà Kiều tự cảm thấy thương thân xót phận. Cái sự thương thân xót phận ấy nó cứ đeo đẳng, nó cứ day dứt trong lòng Kiều. Một nỗi bẽ bàng mà trải qua năm qua tháng, trải qua ngày qua đêm, mây sớm đèn khuya, một vòng tuần hoàn khép kín về mặt thời gian, không lúc nào Kiều thoát khỏi cái cảm giác bẽ bàng ấy cả. Và cảm giác bẽ bàng ấy nó cứ gặm nhấm trái tim Kiều, khiến cho lòng nàng nặng trĩu tâm trạng và khiến cho nàng đau đớn đến nỗi mà cõi lòng như chia thành hai nửa, nửa tình và nửa cảnh. Khắc họa được điều đó là cả cái tâm, cái tài và cái tình của Nguyễn Du khi mà thấu hiểu và cảm thương cho cảnh ngộ của Thúy Kiều khi ở lầu Hương Bích. Đó là 6 câu đầu này. Tiếp tục, chúng ta có 8 câu tiếp. Khi mà Kiều đang đau đớn như thế thì đúng theo quy luật của tâm lý, con người ta sẽ tìm đến những cái điểm tựa tâm trạng, một cái điểm tựa tinh thần để mong sao có thể vơi bớt đi nỗi sầu thảm. Và đối với Kiều thì cái sự xoa dịu ấy, điểm tựa tinh thần ấy chính là những người thân yêu và những kỷ niệm trong quá khứ. Kiều nhớ về những người thân yêu của mình và nàng nhớ về Kim Trọng, nhớ về người yêu của mình trước. Bởi nếu như đối với cha mẹ Kiều đã phần nào vẹn tròn chữ hiếu thì đối với Kim Trọng nàng vẫn luôn áy náy, day dứt vì nghĩ rằng mình là người bội ước. Vì cái lời thề trước đây với chàng Kim, Kiều đã phản bội mất rồi. Khi nhớ về Kim Trọng, Kiều day dứt khôn nguôi, tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tim sương luống những giày trong mai chờ, bên trời góc bể bơ vơ, tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Kiều không những nhớ mà nàng còn tưởng tượng, Kiều không những thương mà nàng còn hiểu cho cảnh ngộ của Kim Trọng khi mà cứ hàng ngày là ngóng trông tin tức của nàng trong vô vọng. Và nàng cũng khẳng định cái tấm lòng chung thủy của mình bây giờ là tấm son gột rửa không bao giờ phai, tấm son gột rửa bao giờ cho phai đấy. Rồi nàng nhớ về cha mẹ cùng với cái sự hình dung đầy bất lực, xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ, sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Ở đó Kiều hình dung ra cảnh cha mẹ mặc dù tuổi già nhưng vẫn ngóng trông tin tức của nàng tựa cửa mà ngóng trông. Nàng cảm thấy xót xa vô cùng. Trong cái chữ xót ấy vừa là nhớ, vừa là thương và vừa là sự bất lực của một đứa con xa xứ. Rồi nàng cũng nhận thức được cái sự xa cách cả về không gian, cả về thời gian, khi mà có khi gốc tử đã vừa người ôm. Nếu như mà sân lai là một cái hình ảnh, là một điển tích điển cố để nói về câu chuyện một người con hiếu thảo, thì nếu như đó là cái không gian gia đình có con cái đang báo hiếu cha mẹ, thì giờ đây Kiều đã cách xa cái không gian ấy rồi. Và nếu như gốc tử cũng là hình ảnh biểu tượng cho cha mẹ, thì gốc tử đã vừa người ôm cũng có nghĩa là thời gian đã trôi qua nhanh rồi. Và cha mẹ thì ngày một già yếu đi, còn nàng thì vẫn bơ vơ nơi đất khách quê người. Rồi Kiều cũng cảm thấy lo lắng khi không biết ai sẽ thay mình chăm sóc cho cha mẹ đây. Đó, đấy là những cái cảm xúc của Thúy Kiều khi nhớ về những người thân yêu, nỗi nhớ về Kim Trọng và cha mẹ. Vậy thì sau những nỗi nhớ ấy, Kiều chẳng những được xoa dịu tâm, không được xoa dịu tâm trạng mà nàng còn thấy đau đớn hơn và xót xa hơn. Quay trở lại với thực tại thì Kiều mang nặng một cái nỗi buồn mà trong gia cảnh vật. 8 câu thơ cuối chính là điệp khúc của nỗi buồn. Buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trong ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Buồn trong nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trong gió cuốn mặt doành, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
bốn tám câu thơ, bốn cặp câu lục bát, bốn bức tranh nhỏ, nhưng ngụ ý ở đó là tình cảm và tâm trạng của nhân vật. Đây là tám câu thơ ở độ đỉnh cao của bút pháp tả cảnh ngụ tình. Ở đó cảnh như thế nào và tình ra làm sao? Đấy chính là cách phân tích của chúng ta đấy. Đối với mỗi cặp câu các bạn còn nhớ không? Chúng ta chỉ ra nghệ thuật và nội dung. Trong đó phần nghệ thuật là chỉ ra các cái từ láy tác giả sử dụng này, các hình ảnh hoặc biện pháp tu từ này. Còn phần nội dung là ta chỉ ra khung cảnh và tâm trạng của con người. Thì ta sẽ thấy là trong 8 câu thơ thì tác giả sử dụng những cái từ láy này gắn liền với đặc điểm của các cảnh vật này. Rồi cảnh vật thì được vẽ nên với trình tự từ xa đến gần, từ mơ hồ cho đến rõ nét. Cảnh vật cũng sinh động đấy, nhưng mà không neo đậu nổi một cái cảm giác ấm áp, an toàn. Cách mà tác giả sử dụng những cái từ láy cũng tăng cấp dần từ những từ tượng hình rồi đến những từ tượng thanh, khiến cho chúng ta hiểu được và cảm nhận được cảm giác của Thúy Kiều như ngày một rơi xuống vực thẳm. Tâm trạng của nàng ngày một nặng nề và đau đớn hơn. Lúc đầu là cái sự hoang mang vô định khi thấy mình cũng thấp thoáng giống như là cái cánh buồm phía xa kia. Rồi dần dần cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực giống như là cánh hoa trôi man mác bị vùi dập giữa cuộc đời. Hoa trôi man mác biết là về đâu. Rồi cảm thấy tương lai của mình vô vọng khi chứng kiến cảnh chân mây mặt đất một màu xanh xanh, một màu xanh héo úa, tàn lụi. Và cuối cùng là cảm giác kinh hoàng sợ hãi khi mà những cái khó khăn bất hạnh nó đang bủa vây và đang gào thét xung quanh ghế ngồi, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Thì đó là tâm trạng của nàng Kiều nhá. Thì 8 câu cuối chính là tâm trạng của nàng Kiều. Qua bút pháp tả cảnh ngộ tình. À, các bạn nhé, các bạn hình dung ra chưa nào? Các bạn đã nhớ lại về các cái đoạn trích trong truyện Kiều chưa? Vừa rồi cùng với chị ôn, đặc biệt là với đoạn trích chị em Thúy Kiều và đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích này. Mong rằng là qua một phần nhắc lại nho nhỏ và ngăn ngắn như thế thì chúng ta cũng đã nhớ lại phần nào về những kiến thức này. Hãy đọc lại một lần nữa nhé. À, không phải một lần đâu, đọc lại nhiều lần và làm các cái đề luyện tập để chúng ta khắc sâu hơn những kiến thức quan trọng này nha. Nhớ chưa? Đấy, để làm gì? Để khi mà nhá, có ai mà có hỏi rằng truyện Kiều là kiệt tác của văn học Việt Nam đúng không? Nhưng mà tại sao? Bạn hãy chứng minh đi. Hãy cho tôi thấy là đây là một tác phẩm xứng đáng được coi là kiệt tác đi. Thì đến lúc đó, em cứ nêu ra tác giả Nguyễn Du đã miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, Thúy Kiều tài tình như thế nào này, đúng không? Rồi tác giả Nguyễn Du từ việc miêu tả cảnh mà lại gọi lên được tâm trạng của Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích như thế nào này. Từng đó thôi cũng đủ là để khẳng định truyện Kiều với những đoạn trích đặc sắc như thế xứng đáng là một kiệt tác của nền văn học dân tộc, là một thứ quốc hoa, quốc hồn, quốc túy mà chúng ta không bao giờ được phép là à không bao giờ được phép quên đi, mà chúng ta còn phải tìm hiểu nhiều hơn nữa để trân trọng, để ngợi ca và để mãi mãi phát huy giá trị của truyện Kiều nhá. Ok chưa nào? Rồi, đấy là về truyện Kiều này, về các đoạn trích trong truyện Kiều. Còn văn bản văn học trung đại cuối cùng mà chúng ta học đó là văn bản Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga. Thì với văn bản này ý, phần kiến thức trọng tâm chính là nhân vật Lục Vân Tiên các bạn nhé. Nhân vật Lục Vân Tiên với những phẩm chất của một người anh hùng thì ta sẽ tập trung phân tích hôm qua lúc mà Vân Tiên đánh cướp này, đúng không ạ? Lúc đánh cướp này. Và cái thứ hai là lúc trò chuyện với Kiều Nguyệt Nga này. Đúng chưa? Đấy, thì đấy là về đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Đoạn trích này cũng sẽ có một số nơi là chúng mình được giảm tải đấy. Nên giống như là đoạn cảnh ngày xuân, các bạn có thể xem lại kỹ hơn nếu như các văn bản này nằm trong phần ôn tập trọng tâm của chúng ta nhé. Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.